Chào khách hàng thân yêu, quên ô tô Duy Tâm. Vừa mới tuyển được một em Suzuki số tự động 2019, động cơ là 1.0 nè cô chú anh chị ơi. Một đời chủ mua mới biển Bình Dương 79719. Xe được sở hữu màu đỏ rất là ngọt ngào ha. Đèn đuốc sáng trưng, chất xe thì khỏi phải nói rồi, quá đẹp. Đẹp thật sự nha quý cô chú anh chị. Và chưa có được làm đẹp gì luôn. Cái này thì ý Tâm muốn đem đi đánh bóng cái, đánh bóng cái cho nó tuyệt vời ha. 2019 chạy được 20.000, vỏ lớp còn riêng hết nha. Chắc xe thì khỏi phải nói rồi, được dán phim cách nhiệt, có màn hình, có cam lùi. Đây là nhập khẩu nha cô chú anh chị, nhập Thái Lan nha. Sherio Suzuki. Xe này thì đường hỗn hợp là 4.8 và đường trường thì 4 lít nha cô chú anh chị. Rất là ít hao xăng, động cơ nó là 1.0 ha. Xe đời mới thì nó trang bị rất là đẹp và thông minh nha. Chạy nhẹ, rất nhẹ và rất êm. Giá thành thì phù hợp, nhiên liệu thì ít uống và được nhập khẩu từ Thái Lan nữa nên xe nó cũng đẹp, khá là duyên dáng nha. Xe này thì bên Tâm bán cho nhà mình với mức giá là 288 triệu nha cô chú anh chị. Có cái ghế này thì nó hơi nhăn. Xe này thì đúng của nó là nhung, ghế nhung, mà chủ người ta bọc lại ghế 5D, trần thì trần nguyên rin, trần nỉ nguyên rin, vô lăng cũng số thì bao đẹp. Odo chạy được hơn 20.000 một tí, vỏ lớp còn rin hết. Keo chỉ là còn đủ hết, không mất phân nào ha. Ốc tán là chưa có gỡ gì hết nha. Bảo dưỡng hãng đầy đủ ha. Thật sự là quá đẹp nha cô chú anh chị. Cân ý ha, đẹp, sạch đẹp, tinh tươm. Giá thành thì phù hợp, nhưng mà Tâm sẽ đi đánh bát lại nha. Có một hai vết trầy nè, góc cản trầy miếng nè. Đi đánh bát lại nguyên xe rồi sẽ chào bán cho cô chú anh chị mình cho nó đẹp. Mua về là sử dụng ngay mà luôn, khỏi cần phải đi làm đẹp gì nữa hết. Riêng như phần ốc tán bản lời đâu thì đẹp hết à. Đồ nghề đồ vết đầy đủ nha. Vỏ lớp còn rin ha, vỏ còn rin mà còn rất là dày nha quý vị. Làm đẹp lắm, máy nổ cực im ru luôn, đèn đuốc là rin hết và rất là sáng. Tắp bi cửa nè. $288 triệu. Có ngay con xe Suzuki 2019 hộp số tự động nhập khẩu Thái Lan, động cơ là 1.0, số tự động màu đỏ dễ thương lắm luôn. Mà giá thành thì 200 mấy, rất là vừa khớp ha. Với số tiền này và chất lượng này thì quá tuyệt vời rồi nha quý cô chú anh chị. Xe mới nha, lanh quanh đâu hơn 400 lăn bánh đó. Số tự động, có màn hình, có cam lùi. Odo được hơn 20.000 một tí. Xe này thì Tâm thấy nó vừa ý lắm luôn ha.
rất là vừa ý nha. $288 triệu, có ngay con xe Suzuki số tự động. Một đời chủ mua mới, xe đời cao, sử dụng ít, tất cả là còn tuyệt vời hết. Nhìn cái xe là có cảm giác khoái liền nha quý vị. Để ta mở cái máy lên cho nhà mình coi, cái máy mới lắm, máy thật sự rất là mới luôn. Động cơ 1.0, mức tiêu hao nhiên liệu rất là tiết kiệm, mâm là mâm đúc, có thắng đĩa ABS 4 bánh luôn ha. Đèn chiếu gần chiếu xa là đèn halogen nha, cực kỳ sáng luôn á. Đăng kiểm tháng 3 năm 2024. Sau này tâm chơi những cái xe đời cao vậy nè, bán được chỗ nào là an toàn chỗ đó, khỏe lo đỡ nhức đầu. Cục này là cục ABS 4 bánh luôn nha, sáng đẩy màu. Chắc xe thì như ý, cabo là chưa tháo, máy móc mới. Xe này là từ ở trong dân ta mới lấy về, nãy giờ chưa đầy 5 phút không cho bà con mình coi luôn, chứ đúng ra xe này thì rửa ra cái nó mới lắm, chưa có mở một con ốc hết đâu. Nhớt màu nhớt chuẩn ha, không có bị ngập nước hay là bị tháo gỡ gì hết nha, còn nguyên phần trang trí không có mắc một phần nào hết. Xe ưng ý nha, quá ưng ý luôn đó. Thì nó như vậy ha. Tâm nói nè, cái vỏ là vỏ rin theo xe, còn rất là dày, đăng kiểm là còn dài, nước sơn bên ngoài là rin hết. Và Tâm sẽ cho đi đánh bóng lại cho nhà mình một tí nữa cho nó mới cáo cạnh luôn. Biển số cũng khá là đẹp ha, 79719, chính chủ công chứng. Xe này Tâm bên Tâm đang đứng ủy quyền nha. Vỏ lớp là riêng theo xe hết 5 cái và dai còn rất là tốt ha. Xe này đúng ở đô nha cô chú chị, khỏi lo ha, riêng hết, một dùng một từ thôi là xe bao riêng chuẩn, không lỗi lầm, không đâm va, không ngập nước. Vỏ lớp còn riêng theo xe cả 5 cái, chất xe thì cứng khừ, nước sơn riêng thì còn trên 90%. Nội thất thì bọc lại bộ ghế da, chút nữa Tâm sẽ đi xử lý nội thất nè, đánh bóng lại nguyên xe nè, rửa ráy nè, vệ sinh nè, chờ bán cho cô chú chị và phục vụ cô chú chị ha. Liên hệ bên Tâm để được sở hữu ngay con Suzuki nhập khẩu Thái Lan nha, hộp số tự động 2019, chạy được hơn 20.000 một tí, vỏ lớp còn rin và rất là dày, xe không lỗi nha quý vị. 288 triệu là bên Tâm chốt đơn ha, không thương lượng nha, bên Tâm bán rất là dễ mua, bởi vì giá thành mỗi một con xe thì Tâm cộng vô mức lời nó rất là vừa phải là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình bán như vậy để cho đủ cái niềm tin để khách hàng đến với ô tô Toyota, mình chỉ biết giá đó thôi, còn bớt nữa là không có thương lượng được, nên không có sợ sớ sợ lầm. Bởi vì bán mà cứ bớt 10, 20, 25 rồi tùm lum hết thì không biết giá nào là giá chuẩn hết. Còn bên Tâm bán giá đó hợp lý mua, không hợp lý hẹn làm sao, cứ bớt nữa là Tâm không bán. Bởi vì giá thành Tâm đưa ra là một chiếc xe, Tâm lợi nhuận nó có căn cứ hết rồi không, và có thể so sánh với giá thị trường, là bên Tâm lúc nào cũng đưa ra một cái giá rất là dễ sử dụng nha. Cô chú chị yên tâm vào đến với công ty ô tô Di Tâm, nhớ bấm nút like và đăng ký cho Tâm nha. Còn rất là nhiều sản phẩm được tìm và lựa chọn đưa đến khách hàng và cô chú anh chị nhà mình. Hãy chờ đón ô tô Di Tâm đưa ra những clip mới nhất nha. Tâm bye bye và xin hẹn gặp lại.